Trên tay mình đây là iOS 15.2 Beta 2 dành cho các nhà phát triển. Và let's go! Mới đây, Apple đã phát hành bản iOS 15.2 Beta 2 dành cho các nhà phát triển. Và bản update này xuất hiện chỉ 2 tuần sau khi bản beta đầu tiên của iOS 15.2 Beta 1 đã được ra mắt. Rồi, như chúng ta thấy thì bản iOS 15.2 Beta 2 lần này có dung lượng là 733.1 MB trên iPhone 11 Pro Max của mình. Và cái dung lượng này nó sẽ đâu đó là khoảng từ 700-900 MB trên tất cả các dòng máy như là từ iPad tới iPhone và cả iPod luôn. Cùng với sự ra mắt của iOS 15.2 Beta 2 lần này thì Apple cũng phát hành bản iPadOS 15.2 Beta 2, WatchOS 8.3 Beta 2, tvOS 15.2 Beta 2 và macOS Monterey 12.1 Beta 2. Ok, bây giờ chúng ta cùng check mã build của iOS 15.2 Beta 2 lần này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Chúng ta sẽ kéo vào cái phần cài đặt chung. Rồi, giới thiệu. Mã build của chúng ta là 19C5036E. Và chúng ta thấy chữ E ở phía cuối là chúng ta thấy là chúng ta đang tiến gần hơn với bản chính thức của iOS 15.2. Nhưng mà thực ra thì nếu mà bản gần nhất thì là sẽ có đuôi là chữ A hơn. Nên là chúng ta sẽ chờ trong một vài thời gian tới thì chúng ta sẽ tiến tới bản chính thức của iOS 15.2. Và trong bản update lần này thì sẽ có modem update, nên là những ai có gặp vấn đề gì liên quan tới các kết nối như là Wi-Fi, 3G, Bluetooth hay là các thứ liên quan, hay là khi mà các bạn chuyển đổi giữa Wi-Fi hoặc là 3G nó có gặp vấn đề gì thì trong bản update này nó cũng đã sửa lỗi rồi. Rồi, điểm mới đầu tiên trong bản update lần này chúng ta sẽ nói về tính năng ẩn My Email. Thì trong tính năng này thì khi các bạn vào cái app mail đó, khi bạn app mail thì nó sẽ hiện xuất hiện một cái bảng như thế này, cho bạn một cái lựa chọn là bảo vệ cái hoạt động email của bạn hoặc là không muốn bảo vệ. Thì các bạn cái lựa chọn này là tùy các bạn thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái phần mà bảo vệ nha. Mình có nhiều email quan trọng trong này nên là phải bảo vệ nó. Rồi xong. Thì chúng ta thấy thì khi mà ví dụ như khi các bạn mà muốn soạn một cái email nào đó, bây giờ mình muốn soạn email nè. Rồi thì ở chỗ mà cái phần mà được gửi từ á, nghĩa là từ cái người gửi á đó, từ người gửi nè đó, đây thì khi các bạn bấm vào đó thì chúng ta sẽ thấy có một cái lựa chọn là ẩn hai my email. Thì điều này có nghĩa là người dùng có thể chạm vào cái phần mà from là người gửi vào và có thể chọn vào ẩn cái email của bạn, và điều này sẽ tạo ra một cái địa chỉ email ngẫu nhiên chuyển tới một hộp thư đến của các bạn. Rồi sau khi các bạn chọn vào cái phần ẩn cái email của các bạn thì nó sẽ tạo ra một cái địa chỉ email bất kỳ nào đó, và sau các bạn nó sẽ gửi tới một cái người gửi nào đó mà các bạn mong muốn. Rồi tính năng kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là tính năng Legacy Contact. Thì tính năng này là đã được giới thiệu vào hồi WWDC 2021 tháng 6 vừa qua. Thì tính năng này là được gọi là di sản kỹ thuật số. Thì cái tính năng này nó sẽ cho phép các bạn chọn một người liên hệ và cấp cho họ quyền truy cập vào dữ liệu của iPhone, và trong trường hợp là khi các bạn đã qua đời rồi. Để truy cập được tính năng Legacy Contact này thì các bạn sẽ vào phần cài đặt, bấm vào cái tên của các bạn đây. Rồi sau đó chọn vào cái phần Password và Security. Rồi sau bạn bấm vào đó, chờ nó load một tí lên thì nó sẽ hiện một cái menu. Thì khi các bạn nào đó và các bạn sẽ chọn kéo xuống có cái phần Legacy Contact ở dưới này nè. Đó, bấm vào đó. Và theo như Apple giải thích rằng là người mà bạn chỉ định làm người liên hệ thừa kế có thể truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản của bạn sau khi các bạn qua đời, bao gồm là hình ảnh nè, tin nhắn nè, ghi chú nè, tệp, danh bạ, sự kiện lịch, rồi ứng dụng mà các bạn đã tải xuống, thiết bị sao lưu và nhiều hơn thế nữa. Thì dữ liệu này sẽ không bao gồm là iCloud Keychain và các phương tiện khác như là cái License Media. Điểm mới kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là an toàn thông tin liên lạc. Thì với bản iOS 15.2 Beta 2 này
thì sẽ bổ sung tính năng an toàn thông tin liên lạc cho trẻ em trên ứng dụng iMessage. Thì với tính năng này, iMessage sẽ cảnh báo trẻ em khi chúng nhận hoặc là gửi hình ảnh có chứa hình ảnh mà nó không phù hợp với lại lứa tuổi của trẻ em đó. Thì chúng ta sẽ thấy là khi một đứa trẻ nhận được một hình ảnh trên iMessage thì nó sẽ hình ảnh đó nó sẽ bị mờ đi đó. Và thì nó sẽ cảnh khi mà các bạn khi mà con nhỏ các bạn mà bấm vào cái nút mà xem ảnh á, thì nó sẽ có một cảnh báo như thế này đó, là có bạn có muốn chắc chắn hay không đó. Đó thì nó sẽ thêm chắc chắn một lần nữa. Đây là lời cảnh báo đầu tiên. Sau đó đây là một lời cảnh báo thứ hai. Rồi điểm mới kế tiếp chúng ta sẽ nói về ứng dụng tìm. Thì khi các bạn vào ứng dụng tìm rồi, chúng ta sẽ thấy có hai sự lựa chọn mới trong này đó. Đầu tiên là giúp tôi trả lại cái item đã mất. Rồi cái lựa chọn thứ hai đó là những cái vật dụng nào đang theo dõi tôi. Tính năng này nó sẽ quét AirTag cũng như các thiết bị khác đang theo dõi vị trí của người dùng. Điều này sẽ giúp họ được kiểm soát được thiết bị nào đang theo dõi vị trí của mình. Đó thì nó khi mà quý mới là trong xung quanh của các bạn á, thì nếu mà có một thiết bị nào đang theo dõi các bạn á, thì nó sẽ có thể quét được luôn. Như các bạn thấy thì nó sẽ đang nói là nếu các bạn đang nghĩ tới mà ở gần bạn có một cái thiết bị nào đó đang theo dõi vị trí của các bạn thì các bạn có thể tìm kiếm nó. Đó, thì nói chung là cái vật dụng đó có thể được tìm kiếm nếu mà nó trong một cái khoảng không gian là 50m thôi. Đó. Trong một số trường hợp thì nó có thể mất tới 15 phút để có thể tìm kiếm được cái vật dụng đó đang theo dõi các bạn á. Rồi, một tính năng nữa đó là giúp trả lại cái đồ đã bị mất. Nếu ví dụ như là khi các bạn đang tìm một cái đồ vật dụng nào đó bị mất đi thì các bạn có thể kiểm tra xem cái người chủ đó nó đã để lại được cái tin nhắn hay không. Ví dụ như các bạn biết thì cái AirTag á, thông thường á, cái AirTag của các bạn á, nó sẽ có tính năng NFC trong này. Khi các bạn để NFC trên này nó sẽ khi các bạn là lấy AirTag của người khác nha, để NFC trên này thì nó sẽ có một cái trang web như ở trên đó. Thì cái trang web này nó sẽ dẫn đến đưa cho bạn là cái thông tin liên lạc của cái người chủ đã bị mất, ví dụ như là số điện thoại, email chẳng hạn. Rồi, ngoài những điểm mới trên thì Apple cũng cho ra bản sửa lỗi cũng như là những lỗi còn tồn động trong bản update lần này. Thì cái lỗi mà còn tồn động ở trong bản update này thì cái lỗi nghiêm trọng nhất ở đây là mình đang nói về cái lúc mà stream nhạc á. Thì nếu là các bạn là một người hay nghe cái nhạc mà streaming á, thì ở trong Apple Music á, thì trong bản update này nó sẽ làm bạn hao pin rất là nhanh, tại vì nó sẽ sử dụng cái lượng CPU rất là cao, khiến cho cái lượng pin tụt cực kỳ nhanh luôn. Và dưới này thì có một số mà Apple cũng đã sửa lỗi, ví dụ như là về trong Safari chẳng hạn đó, trong cái lỗi trong Safari và họ cũng đã sửa lỗi rồi. Nói về điểm hiệu năng thì chúng ta thấy có 1.319 điểm đơn nhân và 3.361 điểm đa nhân. Thì đối với mình điểm lần này là điểm khá là tốt, ok, khá là ổn luôn. Và mình thấy một điều rằng là bản iOS 15.2 beta 2 này cài đặt rất là nhanh. Đó thì nói chung là mọi thứ đều vẫn rất là mượt mà, không có giật lag gì nhiều cả. Nên là hiện tượng không có giật lag, chỉ có điều là khi các bạn nghe stream nhạc á, thì nó sẽ tốn pin rất là nhiều thôi. Ok, các bạn có nên update lên iOS 15.2 beta 2 lần này hay không? Thì với mình thì mình khuyên là không, tại vì cái bản update này nó sẽ tốn khá là nhiều pin chỉ vì lý do là trong stream nhạc thôi. Thì các bạn có thể đợi qua bản beta 3 hoặc là beta 4 nào đó, hoặc là đợi ra lúc chính thức á, thì nó sẽ ổn định hơn. Còn bây giờ thì mình nghĩ là không nên update lên iOS 15.2 beta 2 lần này. Và đó là những gì có trong bản iOS 15.2 beta 2 lần này. Các bạn thích tính năng nào, hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn thích wallpaper lần này thì mình để dưới phần mô tả để các bạn nó tải về điện thoại các bạn nha. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chào tạm biệt.